có thể tra cứu hoặc là kiểm tra các thông tin ở trong một ô. Đầu tiên là chúng ta có hàm kiểm tra ô trống là hàm is blank. Các bạn để ý cái nhóm hàm tra cứu thông tin này bao giờ nó cũng bắt đầu với từ is, thì nó có mang nghĩa là có phải là, is blank có phải là ô trống hay không, is error thì có phải là lỗi hay không, is event là có phải là số chẵn hay không, is old là có phải số lẻ hay không, rồi is formula ô này có chứa công thức hay không, rồi is number là ô này chứa dữ liệu dạng number hay không, rồi is text là ô này chứa dữ liệu kiểu text hay không. Thì tại sao chúng ta lại cần những cái hàm tra cứu thông tin này? Bởi vì trong đặc điểm của Excel thì chúng ta thấy với kiểu dữ liệu thì chúng ta có hai hàm is number, is text, bởi vì là chúng ta không thể bằng mắt thường nhận biết được dữ liệu đó là dữ liệu dạng number hay là dạng text. Rồi is blank thì trong một số trường hợp bạn sẽ không biết rằng một ô nhìn vào mắt thường tưởng như là ô trống nhưng thực ra ô đó có trống hay không, bạn cũng không xác định được. Do đó cần phải kiểm tra bằng hàm. Is error là khi bạn viết một công thức hoặc là bạn có những công thức phức tạp lồng ghép nhau thì bạn không biết được rằng là công thức này có thể gặp lỗi hay không. Trong một số trường hợp nếu nó lỗi thì sao? Vì vậy chúng ta phải có thêm hàm is error kiểm tra xem một công thức nó lỗi hay không và khi nào nó lỗi, lỗi thì làm gì. Hàm is event, is old là khi bạn có một cái công thức tính và kết quả có thể biến động nhưng mà bạn muốn biết rằng cái kết quả đó sẽ ra số chẵn hay số lẻ để phục vụ cho một cái mục đích nào đó thì bạn sẽ sử dụng đến cái hàm kiểm tra xem là kết quả là số chẵn hay số lẻ. Hàm is formula thì bạn để ý trong Excel ấy, cái ô mà bạn chứa một cái giá trị nào đó thì bạn không biết rằng cái giá trị đó là tạo ra bởi công thức hay là nhập trực tiếp, thì chúng ta cũng cần phải kiểm tra xem là ô này có công thức hay không. Thì ở đây mình có một số ví dụ để cho các bạn hình dung những hàm này như sau này. Đầu tiên chúng ta có giá trị ở ô B14, ở đây mình sửa lại này, B14, B15, đây là B17. Rồi, ô 14 này có phải là ô trống hay không? Có chứa nội dung hay không? Nếu nhìn bằng mắt thường bạn sẽ thấy ô này chả có cái gì cả. Màu chữ thì là màu tự động rồi, nhưng mà nó cũng không có nội dung gì cả. Vậy thì kết quả ở đây là ô trống hay không? Nếu bằng mắt thường chúng ta không phân biệt được, nhưng dùng hàm is blank và chọn tới cái ô B14 này, kết quả là false, không phải ô trống. Rõ ràng bằng mắt thường chúng ta không thấy cái gì cả, nhưng mà Excel vẫn báo là đây không phải ô trống. Vậy thì có cái gì ở trong ô này? Thì các bạn có thể dùng hàm len để kiểm tra xem ô này có trống hay không bằng cách là đếm số ký tự ở trong ô đó và có một ký tự. Đó. Một ký tự chúng ta không thấy cái gì cả, nhưng có thể là ký tự ở đây là dấu cách. Nếu như chúng ta nhập một dấu cách vào trong một ô thì chúng ta không thấy có ký tự gì nhưng thực ra nó có dấu cách. Thì rất là nguy hiểm trong trường hợp nếu người ta nhập dấu cách mà người ta bảo đây là ô trống thì chúng ta sẽ bị sai. Tiếp theo, trường hợp ô B15 có phải ô chứa lỗi hay không? Cái chữ khác luôn này nó khá là giống với một lỗi ở trong Excel, nhưng thực tế nó có phải lỗi hay không thì chúng ta sẽ xét này bằng is error cho ô B15. Kết quả ra bằng false, không phải lỗi, và đây chỉ là một giá trị text chúng ta nhập vào mà thôi. Ô này chỉ là một giá trị text, không phải là lỗi. Còn nếu như ví dụ chúng ta dùng hàm search đếm ở trong cái ô B4 có chữ Hà Nội hay không thì nó có thể ra kết quả là khác với lưu, thì đây là một lỗi. Ô B4 không có chứa chữ Hà Nội, vì vậy kết quả hàm is error ra kết quả là true. Trong trường hợp nếu lỗi chúng ta sẽ làm một cái gì đó. Đó, thì bạn sẽ biết được là hàm này khi nào nó có lỗi và khi nào nó không có lỗi, để chúng ta tùy theo cái tình huống đó mà chúng ta xử lý. Tiếp theo này, chúng ta có kết quả của hàm product của 3 con số 423 này, 1231 này và 436. Thì kết quả của hàm này là số chẵn hay số lẻ? Đó, thì bạn sẽ không thể đoán ngay được là trong trường hợp này số là số chẵn hay số lẻ. Thì bạn có thể dùng hàm is event kiểm tra xem là có phải số chẵn hay không cho hàm product. Đấy, bạn viết lại cái hàm đó, 423 này, rồi 1231 này, rồi 436 này. Đó. Kiểm tra bằng hàm is event cho một cái hàm xem kết quả của hàm đó là số chẵn hay số lẻ. Kết quả ra bằng true, tức là số chẵn,
kết quả của phép tính nhân này sẽ là một số chẵn. Tiếp theo này, ô B17 có chứa công thức hay không? Và kiểu dữ liệu trong ô này là kiểu gì? Thì để xem ô này có chứa công thức hay không, chúng ta dùng hàm is formula kiểm tra xem là ô B17 có phải có chứa công thức hay không. Kết quả bằng true là ô này có chứa công thức. Bấm lại vào ô B17, chúng ta thấy ở đây là có dấu bằng này và có hàm sum. Vì vậy ô này là công thức tính tổng giữa số 9 và số 25. Đó. Và kiểu dữ liệu ở đây là bằng is number. Có phải là kiểu số hay không cho ô B17? Đó. True. Dữ liệu là kiểu số và ô này có công thức. Thì như vậy chúng ta đã có thể dùng các cái hàm thuộc nhóm tra cứu thông tin để kiểm tra được các cái ô, hoặc là kiểm tra các loại dữ liệu để xác nhận được các cái thông tin mà mắt thường chúng ta không thể phân biệt được. Thì cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những bài học tiếp theo.